Xin chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay sẽ chia sẻ các bạn cái cách lựa chọn con chim đúng với cái lòng các bạn. Nếu các bạn lựa chọn hai cái này đồng nhất, đồng nghĩa với việc con chim của các bạn có thể hô mưa gọi gió thoải mái mà không bị hạn chế bất kỳ cái gì. Nhưng các bạn lựa chọn sai, con chim của các bạn sẽ giảm tiếng hót, tăng thời gian chăm sóc của các bạn lên. Và các bạn, đó là lý do hôm nay mình ra video này. Đó. Bạn nào đang quan tâm mới nuôi chim chưa biết, đừng bỏ qua chi tiết nào nhé các bạn. Ở đây có rất là nhiều bạn chơi chim, các bạn nhìn thấy người trước làm sao thì mình làm theo như vậy chứ chẳng hiểu cái gì hết. Các bạn đi đến nhà ông bạn, thấy ông bạn đó nuôi con trà màu, ông bạn gắn hai cái cầu, bạn về nhà bạn cũng gắn theo chứ không biết tại sao con trà màu lại phải gắn hai cầu mà không gắn một cầu. Và các bạn, có nhiều nguyên nhân và lý do để mình gắn cầu đúng. Những bạn nào đó chưa biết đừng bỏ qua chi tiết nào nha. Ở đây mình có 5 dòng chim các bạn. Đầu tiên ở đây nhỏ nhất là con chim hút mật, to nhất là con khứu má cam. Rồi đó, từ từ mình sẽ cho các bạn xem. Trước khi các bạn muốn gắn cái lồng, muốn gắn cái cầu, các bạn phải nhìn con chim nó hót, nó có nhảy hay không và nó nhảy như thế nào. Đó, các bạn, con chim hút mật này nó hót là nó nhảy liên tục. Đó, nếu bạn đi thi đấu thì bạn gắn hai cái cầu nó đỡ mệt chim. Còn nếu bạn nuôi ở nhà, tùy vào cái lồng, bạn có thể gắn rất là nhiều cầu. Tại cái dòng chim này là nó nhảy liên tục như các bạn, nó nhảy không ngừng nghỉ. Đó, nó nhảy rồi nó múa. Đó, đây các bạn, rất là đẹp trai. Các bạn thấy nó nhảy không? Nó nhảy không có ngừng nghỉ luôn. Mà nhảy là nhảy nó sung, nó hót, nó nhảy, nó múa, chứ không phải nó nhảy như sợ như các bạn. À, chứ không, bạn mới mua chim về nó nhảy loạn xạ rồi, bạn gắn cầu theo cái lối nhảy của con chim bổi chết tôi. Đó, mình phải nhìn cái kiểu con chim nó nhảy để mình gắn đúng cái cầu và tìm đúng cái lồng. Nếu cái form lồng các bạn đi đấu thì bạn chỉ như vậy thôi, nó đỡ mệt chim. Còn các bạn ở nhà thì các bạn lựa chọn lồng tròn, có thể theo mình thì nó đẹp hơn ha. Lồng tròn thì các bạn có thể gắn tứ phía, cầu cong đó các bạn. Đó, rất là ok. Và đây là anh gì? Đây là hoành hoạch thơm. Các bạn, con hoành hoạch thơm này là nó họ con trà màu. Nó hót, nó cũng nhảy như con hút mật, nhưng cái kiểu nhảy của nó lại khác các bạn. Nó nhảy đi rồi nó nhảy lại. Đó, kiểu nhảy của con hoạch thơm này giống như con trà màu, nó nhảy đi rồi nó nhảy lại chứ nó không có nhảy tứ phía giống như con hút mật. Đó, các bạn nhìn để ý nè. Rồi, các bạn xem con hoạch thơm hót này. Rồi các bạn, nó nhảy kiểu nhảy đi rồi nhảy lại chứ nó không có nhảy giống như con hút mật nha. Đó, các bạn nên gắn cầu như mình gắn thì một cái cầu đứng. Đó, hai cầu góc. Đó, các bạn về xem. Còn cái mẫu lồng của con hoạch thơm thì nó cũng có hai mẫu, tròn và vuông đều được. Nhưng nếu lồng tròn tốt nhất các bạn gắn cầu cong ha các bạn. Mỗi con nó khác nhau, mỗi con có mỗi cái tập tính nó khác nhau, không có nào giống con nào hết các bạn. Đây là anh gì? Đây là anh thanh tước các bạn. Thanh tước này thì nó tượng trưng cho cái dòng chim Đà Lạt các bạn. Dòng chim Đà Lạt, cái dòng chim này thì nó hót, nó vẫn nhảy các bạn, vẫn nhảy. Nhưng dòng chim này nó có hai nhóm, một nhóm hót nhảy còn một nhóm hót múa. Đó các bạn, cái nhóm hót múa là giống như cái con hút mật mà đuôi dài này các bạn, nó đứng một chỗ nó ngoắt nè. Giống như con thanh lam, con thanh lam á, con thanh lam nó cũng đứng một chỗ nó hót. Rồi con hồng loan nó cũng đứng một chỗ nó hót,
cho nó ít có nhảy giống như có dòng thanh tước này các bạn. Đó thì mình phải tùy từng con để mình lựa chọn cái cầu, gắn cái cầu cho nó đúng, nó mới phát huy được cái giọng hót của nó. Thứ nhất, nếu các bạn như con thanh tước này à, các bạn gắn một cầu thì nó không có chỗ để nó nhảy, bắt buộc nó phải bu vào cái lồng để giảm bớt cái tiếng hót của nó, nhảy chóc luôn. Bạn phải gắn cầu để nó nhảy truyền qua truyền lại để nó hót à, giống như con hoạt thơm các bạn. À, con hoạt thơm này các bạn gắn một cầu nó cũng không có chỗ để nhảy nè à, các bạn phải gắn cầu giống như vậy à, để nó có truyền đi truyền lại nó mới hót nhiều được, nó không giảm tiếng hót của nó. Yes các bạn. Và đây à, anh này chòe lửa, chòe than và chòe lửa, tại sao lại gắn có một cây cầu để nó hót nó múa các bạn? Chòe lửa nó đứng một chỗ á và nó đi ngang chứ nó không có nhảy. Chòe than chòe lửa nó hót nó ít có nhảy các bạn à, cho nên dòng này chỉ dùng một cầu. Và tốt nhất dòng chòe lửa này các bạn phải dùng lồng tròn, tại lồng tròn nó mới có lồng bự vậy, mà hai nữa là nó đỡ hư cái đuôi à, mỗi lần nó hót là nó dập dập cái đuôi này à, nó ngoắt. Các bạn nhìn con chòe lửa hót này, các bạn nó chỉ đứng một chỗ và lâu lâu ví dụ nó sung quá nó sẽ nhảy xuống đáy thôi, còn bình thường nó không có nhảy đi chỗ khác, nó chỉ truyền đi truyền lại ngay cái trên cái cầu. Thứ nhất là nó đỡ hư lông đuôi của nó, nếu các bạn gắn nhiều cầu là con chòe lửa này sẽ bị hư lông đuôi các bạn. Lông đuôi của con chòe lửa nó tới 25 phân, dài lắm có con nó tới 30 phân à, 30 phân thì như bán kính của cái lồng này là nó không đủ nè các bạn. Đó. Và nó sẽ đụng đuôi, nếu các bạn gắn nhiều cầu nó sẽ hư cái đuôi. Yes. À. Rồi. Tức cái anh này. Cái anh này là anh to mà mạnh, cực kỳ mạnh nha các bạn. Và nhát nữa. À. Có mấy bạn có comment hỏi mình là cái cách thuần của khứa má cam này, của khứa má cam này thì nếu mà già rừng nó cực nhát nha các bạn. Ở đây mình có con khứa má cam. Nếu các bạn mua được già rừng cực nhát thì mình hót thì thôi, khỏi chê, nó hót hay lắm các bạn. À. Và tại sao cái dòng khứa, dòng mi các bạn cũng gắn một cái cầu các bạn. Cái dòng này nó hót là nó cũng múa đuôi. Đó. Nó dập đuôi này à, múa cánh nữa à, nó đứng một chỗ và sàng qua sàng lại chứ nó không có nhảy giống như các cái dòng chim khác các bạn. Đó là lý do để mình lựa cái cầu đúng với con chim, không giảm mất sức của nó, mình không có làm mất sức của nó, không giảm cái tiếng hót của nó các bạn. À, cô khứu là nó như vậy, con mi cũng như vậy, con than con lửa cũng như vậy. Tại cái dòng nào thường các bạn để ý, con nào múa cánh múa đuôi mà nó hay đứng một chỗ, cứ sàng đi sàng lại thì các bạn cứ phải gắn dày à, gắn một cầu thôi. Còn các bạn gắn nhiều cầu giống như con khứu này, các bạn gắn nhiều cầu, thứ nhất là nó to khỏe nè à, thứ hai là nó nhảy đi nhảy lại nó mất sức, nó chỉ đứng một chỗ nó múa. Các bạn gắn nhiều cầu này lại không có múa nó mất cái đuôi à, các bạn. Những gì mình biết mình chia sẻ lại với các bạn đó. Bạn nào chưa biết đó, bạn xem xong video bạn về nhà bạn sẽ tự tạo cho mình một cái cầu cho con chim đứng phù hợp để không làm giảm cái tiếng hót của nó, không làm mất sức của nó, không tạo ra cái lỗi đáng tiếc các bạn. Bạn nào thấy hữu ích thì cho mình một like, bạn nào thấy hay thì chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn, bạn nào có ý kiến gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.